ờ thưa sư sư giáo phận hỏi mình đọc tụng kinh thì mình nhận được phước gì ờ, trong uh, tăng chi đó đức phật có nói uh, có nhiều cái sự lợi ích uh, dành cho cái người thường xuyên tụng đọc kinh điển thứ nhất ấy, là do chúng ta thường xuyên nhắc lại cái lời dạy của đức phật thì cái pháp nó sẽ thấm sâu vào mình cho nên khi mà đụng chuyện thì mình dễ nhớ tới pháp hơn ví dụ như quý vị có tin không là khi mà sư nghe người ta nói chuyện về kinh tế đó nói chuyện về khởi nghiệp đó, sư cũng có thể liên tưởng tới pháp khi mà nghe người ta nói đến những cái khó khăn của nền kinh tế sư vẫn có thể liên tưởng tới pháp khi người ta nói về cái sự lừa lọc và trộm uh, cướp sư vẫn có thể liên tưởng tới pháp mà rồi khi người ta nói đến những cái sự ăn chơi sư vẫn có thể liên tưởng đến pháp khi người một người nông dân làm ruộng thì vẫn có thể liên liên tưởng tới pháp thậm chí một cái anh ăn chơi đó uh, mà ảnh kể cái kinh nghiệm cua gái của anh sư vẫn có thể liên tưởng tới pháp tức là khi mà mình thường xuyên tụng đọc kinh tạng nhiều những cái pháp ở thế gian mình đều có thể dùng nó để mình liên tưởng mình ví dụ để cho pháp được hết quan trọng là mình có đủ thấm nhuần hay không và mình có ứng dụng có xài được hay không thôi à, rồi một cái vấn đề nữa đó là gì khi mà mình thường xuyên tụng đọc pháp và cái sự tụng đọc ở đây là sự suy ngẫm, sự phân tích sự tìm hiểu sự suy tư chứ không phải là mình cứ EA à. à, con đem hết lòng thần kinh làm lễ đứng pha ga qua đó quý vị đọc hết ngày này qua ngày khác thì sư không coi đó là đọc kinh và tụng kinh nha cái kiểu EA à đó sẽ không tính mà nên nhớ này, kháng kinh giả minh phật chi lý tức là xem kinh hiểu nghĩa kinh suy tư về kinh thì cái đó mới gọi là tụng kinh và đọc kinh thì khi mà quý vị suy tư về kinh tại như vậy thì quý vị đang thực hành cái pháp đó là tùy niệm pháp đương nhiên nó nó không có giống như là tùy niệm ân đức pháp nhưng mà quý vị đang sống ở trong pháp và nó cũng là một phương pháp thực hành có thể đưa đến giác ngộ giải thoát quý vị có thể nói sư nói gì lạ vậy Để. vậy sư hỏi quý vị đó những khi mà đức thế tôn đọc xong một bài kệ pháp cú bốn câu ví dụ như tâm làm chủ các pháp à, tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chủ tâm tạo tác nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm khổ não liền theo sâu như xe chân vật kéo quý vị nghe nó rất là bình thường đúng không nhưng mà tại sao khi Đức Phật nói câu đó vào thời điểm đó có rất nhiều chúng sanh gồm trời người chứng sơ quả tu đầu quần đấy lúc đó là uh, không có hít thở uh, lúc đó là À, không có uh, thề tham là tham tham là sân 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 đây là bước 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 đây là đạp 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 vẫn chứng sơ quả cũng Đồng vâng tại sao vậy bởi vì khi đó các vị đó suy tư về pháp lắng tai chú tâm nghe nhớ nghĩ đến pháp đó là thực hành đấy cho nên bản thân việc mà quý vị suy tư một cái câu pháp nào đó hoặc là một bài kinh nào đó bản thân nó cũng là việc quý vị đang thực hành giáo pháp và nó có thể dẫn đến giác ngộ giải thoát. Nên nhớ như thế này. Bất kỳ một bài kinh nào quý vị tụng đọc. Nó là tránh kinh nha. Ví dụ như bài kinh tá Tức là kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Khi Đức Thế Tôn thuyết xong bài kinh này. Có vô số trời và người chứng sơ quả tu đạo quật. Thì như vậy. Cái việc mà mình suy tư. Suy tư theo bài kinh đó. Mình cũng có thể chứng đắc bởi vì bản thân nó là sự thực hành đó là quả báo à. rồi nếu như mà quý vị không chứng đắc được trong đời này không chứng đắc được trong đời này thì khi mệnh chung do quý vị thường xuyên suy tư đến pháp thì quý vị có thể sanh thiên quý vị sẽ không có sợ hãi à. rồi khi mà quý vị sanh thiên ấy Chư Thiên rất dễ dàng nhắc nhở quý vị nhớ lại cái con đường tu tập của quý vị. Mà cái phước này chúng sanh bình thường rất là khó có được. Chúng sanh bình thường ấy, khi mà họ sanh thiên là họ mê chơi, quên tu. Nó thẳng bây giờ mà đập cho mình 100 tỷ chắc là mình cũng dẹp luôn hơi đâu rảnh ngồi nghe ông sư hạnh tuệ ông nói nó tới nó luôn vậy, thấy không? Chúng sanh vậy đó, lên cõi trời là quên tu nhưng mà nếu như mình thường xuyên suy tư đến pháp thì chư thiên rất dễ dàng nhắc nhở mình đó là một cái phước rồi khi chúng ta sanh về sanh lại làm người đó thì chúng ta lại dễ dàng suy tư đến pháp tự nhiên là thấy một cái lá rơi thấy một cái dòng nước trôi thấy một cái người là tự nhiên già bệnh chết là tự nhiên mình kinh cảm rất là dễ dàng hoặc là chư thiên cũng có thể nhắc nhở mình cho nên cái việc mà thường xuyên tụng đọc thì nó có rất nhiều lợi ích Nhưng mà nhớ tụng đọc là phải nghiền ngẫm suy tư Chứ không phải là mình cứ e a e a nam mô a sư a thinh ca thì xin thưa là chị không nói nha đó, đó không tính nha